Rồi xin kính chào quý vị. Hải Cao Minh chạy một vòng trường Hải Cao Minh đang học về nhà nè quý vị. Cảnh mùa đông ở San Jose lá rụng hết rồi, lạnh quý vị. Bữa nay trời nắng nó ấm hơn chút, nhiệt độ vào khoảng 15 độ C. Lúc trước đây mùa thu lá vàng, bữa nay lá trơ cành nè. Turn left at the traffic light, then take the first right.
half mile, turn right on US 101 North, then keep right.